Hello các bạn đã trở lại Vlog Thắng Miền Tây. Bữa nay mình với các bạn cùng xem các trận chung kết đầy kịch tính, không thể bỏ lỡ cuộc đua dây ngò Sóc Trăng năm 2019 này nha các bạn. Đây những trận chung kết đầy kịch tính và hấp dẫn lắm các bạn. Đây sau lưng mình cũng khán giả còn đông lắm các bạn. Để chờ xem trận đấu chung kết diễn ra như thế nào nha các bạn. Xin mời các bạn cùng xem với mình. Chân thành cảm ơn cả nhà đã một Vlog Thắng Miền Tây. Xin chào các bạn. Các đội nữ tranh nhất nhì ba tư nè các bạn, đang xuất phát chuyển lên đây nha các bạn. Đây nè, ba tư á, nhất nhì ba tư, cái này đội nữ nha các bạn. Ba tư đây hả? Quá hấp dẫn các bạn ơi, đội nữ tranh nhất nhì ba tư này các bạn. Rồi ghe này đã vượt lên quá nhanh các bạn ơi. Bên đây lên nữa rồi các bạn ơi, quá quyết liệt các bạn. Ghe nữ Kiên Giang đã thua rồi các bạn, đã dọn dẹp đồ về nha các bạn. Nữ Kiên Giang đã thua, dọn dẹp về các bạn ơi. Leo lên luôn cả cây luôn kìa các bạn. Hai bên bờ sông cổ vũ cho các đội ghe nhất nhì ba tư, quá trời đông luôn các bạn ơi. Đây dù nắng rất nóng mà nhưng anh em không bỏ cuộc, cứ đám đeo bám để xem các đội ghe nhất nhì ba tư nha các bạn. Đang di chuyển lên đó, trận đấu đã sắp kết thúc nha các bạn. Đây những trận đấu cuối cùng của năm 2019 này, đầy quyết liệt, đầy kịch tính các bạn. Đây cái này ghe Kiên Giang, ghe nữ đã về nước nha các bạn.
Ghe Nam đang di chuyển lên nha các bạn, đang nhất kỳ Ba Tư. Bỏ đi. Hai bên bờ sông rất khô quang, rất lớn các bạn ơi. Hãy ủng hộ cho hai đội ghe nhất kỳ Ba Tư này. Càng Long với ông Kho các bạn ơi. Càng Long với ông Kho. Ông Kho cố lên nào. Càng Long với ông Kho. Kết quả Càng Long đã được giải nhất trước ông Kho các bạn ơi. Cáo lỗi các bạn là còn một vòng nữa các mới nhất về nha các bạn. Cáo lỗi. Nãy trận nãy là Càng Long ăn ông Kho đó các bạn. Còn một vòng nữa là mấy là nhất nhì, xin cáo lỗi. Các đội ghe đã thua đã di chuyển về các bạn đó. Máy kè về. Tạm biệt ghe Kiên Giang nha các bạn. Đã tạm biệt ghe Kiên Giang ghe nữ nha các bạn. Đã về nước thôi. Cuộc chơi nào cũng có thắng có thua. Chủ yếu giữ cái truyền thống văn hóa của đồng bào Khmer và đoàn kết các bạn đây. Chùa Kiên Giang đã về nước. Bật lửa nó bật.
cáo lỗi với anh em nãy mình cập nhật sai rồi các bạn. Cái này trận này mới là chung kết nhất trị 3-4 đây các bạn. Nãy mình lại trễ quá, mình cập nhật cũng không có được chính xác cho, mong các bạn thông cảm nha. Và bây giờ đội bơi nữ đang chuyển lên là nhất nhì 3-4 đó nha các bạn. Đây các bạn chờ xem, đầy kịch tính lắm các bạn, rất hấp dẫn, rất quyết liệt các bạn ơi. Một trận này nữa thôi là tới Nam rồi mới là kết thúc cuộc đua nha các bạn. Đây hai bên bờ sông cổ vũ cho các đội ghe quá quý vị các bạn ơi. Cái này là chính thức đua nhất nhì 3-4 nha các bạn. Đội nữ bơi trước, đội nam bơi sau nha các bạn. Nãy mình cập nhật thông tin mình mới lại không có được chính xác, không các bạn thông cảm nha. Đây cái này là mới chính thức là nhất nhì 3-4 các bạn. Và buổi lễ ốc bóc năm 2019 sẽ kết thúc các bạn. Mình hồi xa khá tài quá, mình không có biết tin tức ghe nào ăn ghe nào thua chính xác đâu các bạn ơi. Để các bạn xem lại nha, quá quyết liệt. Xì nã huy châu lớn đây áo màu xanh là Watt Tình Lục nha các bạn. Đây vô địch từ năm ngoái đó, năm nay cũng chắc vô địch nữa các bạn ơi. Đây cái này tranh nhất nhì các bạn. Cặp trước là tranh 3-4, cặp vệ sinh tranh nhất nhì nè các bạn. Đây đầy quyết liệt các bạn ơi, chắc chắn sẽ Tuấn Núp sẽ giành chức vô địch nữa rồi. Kết quả chùa Tum Núp đã giành chiến thắng các bạn. Trận nhất nhì của Nam đang di chuyển lên nha các bạn. Đây là một cuộc cuối cùng nha các bạn. Mong các bạn chờ xem cuối cùng nha. Đây hai đội tranh 3-4 đang chuyển lên nè các bạn. Còn rất xa các bạn ơi. Rất quyết liệt các bạn ơi. Hai bên bờ sông đều cổ vũ cho các đội ghe rất hào hứng các bạn. Đây cái này tranh 3-4 nha các bạn, tranh 3-4 của đội nam. Đây
kia quá xa các bạn. Mày nhịp chân cái xe kia mày. Mày đứng. Mày. Bây giờ tôi cùng cậu luôn. Bây giờ mảnh ông phi châu Mỹ, ông phi châu Khang kia. Trời ơi, càng lắm còn tên hồi đó. Đây ơi, chức tranh giải nhất nhì đây các bạn, Càng Long với đội ghe Thạch Chị nha, đang chuyển lên đó các bạn, còn quá xa các bạn ơi. Hai bên bờ không cổ vũ rất quyết liệt các bạn, còn quá xa các bạn. Thạnh Chị cố lên. Hiện tại mình đang thấy là Thạnh Chị đang dẫn trước Càng Long nha các bạn. Thạnh Chị đang dẫn trước Càng Long. Kết quả ra sao mình chưa biết nha các bạn, mà hiện tại mình thấy Thạnh Chị đang dẫn trước Càng Long. Thạnh Chị cố lên. Thạnh Chị cố lên. Kết quả Thạnh Chị đã được giải nhất, Càng Long được giải nhì trong mùa lễ hội Ót Bốc năm 2019 này đã kết thúc các bạn. Xin chào và hẹn lại năm sau nha các bạn. Càng Long đã bị Thạnh Chị nuốt khỏi tầm tay. Càng Long hạng nhì Thạnh Chị. Buồn tức Thạnh Chị đã thắng Càng Long các bạn, giành được giải chức vô địch năm 2019 này. Càng Long được giải nhì. Buồn tức của Thạnh Chị nha các bạn, đã được giải nhất.